công an nổ súng trấn áp đối tượng trốn trại. Công an Đà Lạt vừa phối hợp công an tỉnh Gia Lai truy bắt hai đối tượng trốn khỏi trại tạm giữ của công an huyện Krông Pa. Chiều mùng 1 tháng 9, một lãnh đạo công an huyện Ia Ka, Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đà Lạt, công an các xã, thị trấn tại huyện Ia Ka và công an huyện Krông Pa, Gia Lai bắt giữ hai đối tượng trốn truy nã. Trước đó ngày 30 tháng 8, Cây Xoa Hái, 16 tuổi, ngụ xã Trương Ngọc, huyện Krông Pa, Gia Lai và Nguyễn Văn Trực, 31 tuổi, ngụ xã Chưa Căm, huyện Krông Pa, Gia Lai đã trốn khỏi nhà tạm giữ của công an huyện Krông Pa. Sau đó, công an huyện Krông Pa phát lệnh truy nã các đối tượng. Ngày 31 tháng 8, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Cây Xoa Hái khi đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn thôn 15, xã Cư Prong, huyện Ia Ka. Thời điểm này, đối tượng Trực đã nhanh chóng tẩu thoát. Đến sáng mùng 1 tháng 9, lực lượng công an phát hiện đối tượng Trực đang di chuyển trên đường tại thôn 13, thị trấn Dây Nốt, huyện Ia Ka nên đã dùng xe máy truy đuổi, nổ súng chỉ thiên, vây bắt bằng được đối tượng. Được biết, đối tượng Cây Xoa Hái bị truy tố tội cướp tài sản và cướp giật tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Trực bị truy tố tội cướp tài sản. Các đối tượng đã được bàn giao đến công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.